Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo tu đạo Bồ Đề làm cho được viên mãn, có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với hy tịnh giới ba la mật đa vân vân, cho đến hạnh đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, tùy theo chỗ thích ứng ấy nói rộng cũng vậy. Lúc ấy ngài Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, rộng mãnh siêng năng tu đạo Bồ Đề? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo, không hòa hợp sắc cho đến thức, không phân tán sắc cho đến thức, không hòa hợp nhãn xứ cho đến ý xứ, không phân tán nhãn xứ cho đến ý xứ, không hòa hợp sắc xứ cho đến pháp xứ, không phân tán sắc xứ cho đến pháp xứ, không hòa hợp nhãn giới cho đến ý giới, không phân tán nhãn giới cho đến ý giới, không hòa hợp sắc giới cho đến pháp giới, không phân biệt sắc giới cho đến pháp giới, không hòa hợp nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không phân tán nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không hòa hợp nhãn xúc cho đến ý xúc, không phân tán nhãn xúc cho đến ý xúc, không hòa hợp các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không phân tán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không hòa hợp địa giới cho đến thức giới, không hòa hợp